Oh, xin chào các bác nhé. Hôm nay lại về được mấy cái cây nước này, nóng lạnh này, hàng mã nhật các bác nhé, điện 100V này. Đấy, đây các bác này, nặng lắm. Con này nó cao rồi, khoảng tầm từ đây em cao 1m75 nhé. Cái này thì chắc tầm này chắc tầm 1m1, 1m2 gì đấy. Bình nước trồng lên tầm mét mét dưới 1m6 gì đấy nhá. Đấy, đây các bác này. Con này các bác nhé, đây là 400W, à, khi rót nước khi không nó để có 12W thôi. 400W này, khi mà đun nước là 400W này, nước lạnh của nó là có 85W thôi. Điện 100V nhá. Đấy, máy in Koreeda này, còn là thằng Hàn xuất Nhật các bác nhé. Đây, trong chiếc ga chiếc đầy đủ chất chiếc ok hết rồi. Đấy. 100V này các bác này. Thế nhưng em không nhìn thấy cái mã đời nằm bao nhiêu nữa. Con này nó vỏ là vỏ tôn các bác nhé, không phải là vỏ nhựa. Đấy, nóng lạnh này, hai bên này. Nóng lạnh này. Đấy. Đây con này như vậy. Đây các bác nhé. Đấy, bác nào thích màu nào thì các bác cứ liên hệ với em nhé. Đây, em quay lại cho các bác xem. Đút cái ống nước vào đây cái là nước nó chảy ra nhá. Nóng lạnh mùa hè. Mùa hè thì có nước lạnh, mùa đông thì có nước pha mì tôm nhé. Đó. Đây miệng hồng. Đấy con này em bán một con nữa. Nói chung là mỗi con này rơi vào khoảng tầm 2 triệu 2 nhá. Bác nào chốt thì bác vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 329 755 giúp em với. Em chào các bác nhé. Hẹn các bác ở clip tiếp theo ạ.